Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định phân bổ vaccine đợt 19 để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, trong đợt này, thành phố sông Công sẽ có trên 2.000 học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn được tiêm mũi 1. Đây là lần đầu tiên tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố sông Công nói riêng tổ chức tiêm cho đối tượng học sinh. Việc ưu tiên tiêm cho nhóm học sinh lớn hơn để các em tập trung đến trường học tập và chuẩn bị thi cuối cấp, thi tốt nghiệp. Sau đó sẽ tiêm mở rộng ra cộng đồng cho các em. Thành phố sông Công cũng sẽ chọn tiêm theo chiến dịch tại các điểm trường. Vì vậy, để đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng, trường Trung học phổ thông sông Công đã nhanh chóng cập nhật thông tin, danh sách học sinh chính xác cụ thể, chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, phục vụ tiêm phòng cho gần 1.400 học sinh trong toàn trường. Nhà trường cũng đã dự kiến, thứ nhất là về cái việc là khi các em học sinh đến trường thì chúng tôi phân chia ra các khung giờ khác nhau, tức là mỗi một lớp sẽ đến một cái khung giờ để tránh là ùn tắc tại một cái thời điểm tiêm cả sáng và cả chiều. Theo kế hoạch, bắt đầu từ tháng 12 năm 2021, toàn tỉnh sẽ triển khai tiêm phòng cho học sinh. Cùng với mong mỏi cho học sinh trở lại trường học, nhiều phụ huynh đều hy vọng chương trình tiêm vaccine cho học sinh sớm được triển khai. Tôi nghĩ là trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay thì tôi nghĩ tiêm chủng là một biện pháp rất là quan trọng và cấp bách. Thì tôi nghĩ là các em học sinh cũng rất mong muốn được tiêm chủng, kể cả bản thân tôi cũng nghĩ là con em chúng tôi sẽ được tiêm chủng một cách là sớm nhất để các em có thể yên tâm tới trường, giảm những cái tỷ lệ mắc bệnh hay là cũng như là tỷ lệ tử vong do dịch bệnh gây ra. Trước tình hình dịch bệnh COVID đang diễn biến hết sức là phức tạp, để đạt được miễn dịch cộng đồng thì việc tiêm vaccine cho các cháu học sinh là hết sức cần thiết. Với vai trò là phụ huynh học sinh, tôi trân trọng cảm ơn cái chủ trương rất đúng đắn của Đảng, Nhà nước cũng như sự quan tâm kịp thời của các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm đến các cháu học sinh để tiêm vaccine cho các cháu, để các cháu sớm đến trường trở lại. Đợt tiêm phòng lần thứ 19 này hướng đến mục tiêu trên 95% trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Hoạt động tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng tiến độ, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 được cấp để tiêm miễn phí cho trẻ theo quy định. Với cái chủ trương là mở cửa trường học trở lại thì việc tiêm vaccine sẽ là cái điều kiện để giúp học sinh có thể phòng chống dịch bệnh, để thực hiện cái nhiệm vụ dạy học. Khi được nghe thông tin về việc tiêm chủng lứa tuổi học sinh từ 12 đến 17 tuổi thì bản thân cháu là một học sinh, cháu cũng cảm thấy hơi lo lắng một chút. Nhưng mà sau đấy khi được tìm hiểu thông tin và được nhà trường cũng như các thầy cô giáo phổ biến thì cháu đã rất là yên tâm về việc được tiêm chủng này. Và bên cạnh đó thì cháu cũng cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì khi được tiêm chủng thì cháu sẽ được đảm bảo an toàn với sức khỏe và được đi học trở lại, được gặp lại các thầy cô và các bạn ạ. Ngay sau khi được thông báo là sắp đi tiêm thì cháu cảm thấy rất vui, bởi vì nếu như tiêm đợt 1 thì cháu sẽ sớm được đến trường và gặp lại thầy cô cũng như các bạn, và việc học tập của cháu cũng trở nên hiệu quả hơn ạ. Qua rà soát, thành phố sông Công hiện có trên 6.000 học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi. Tính đến nay, số người từ đủ 18 tuổi trở lên đã được tiêm phòng vaccine COVID-19 tại thành phố sông Công đã đạt tỷ lệ trên 95%, trong đó tiêm đủ 2 mũi đạt tỷ lệ trên 60%. Việc triển khai tiêm phòng vaccine lần này đối với học sinh có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng chống dịch tại địa phương.